hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của yến cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai ha em thì hôm nay quay cho anh em mình gồm có là một luống siêu nụ hàng chơi tết nè một lô thọ hương hàng chơi tết luôn và cuối clip thì em sẽ quay cho anh em mình đến 10 mã số ha thì em sẽ báo chi tiết từng loại hết cho anh chị em mình anh chị em mình coi clip mình thấy mình thích mình đang cần cái loại nào thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em số điện thoại nhà vườn thì em sẽ để tin cái tiêu đề nha anh em mình cứ gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi thêm thôi hàng ra tới thì anh em mình vẫn là kiểm tra hàng thoải mái tức thanh toán tiền nha anh em em sẽ quay siêu nụ trước cho anh em mình ha ở đây siêu nụ nó có mặt bông cho anh chị em mình luôn ha đây, mặt bông như gan như dạ hữu đức vậy nè à, cái hàng siêu nụ này hiện tại thì đang nằm chậu c 7 nha anh em chậu cũng khá là to ha c 7 cây cũng khá là to giá nó chỉ có 80 ngàn một cây thôi anh em mình mua hai cây thì mình sẽ được gửi hàng À, còn 5 cây thì mình sẽ được bao ship trọn gói luôn. Anh em mình cũng cố gắng lấy số lượng từ 5 cây đổ lên để mình được bao ship. Kể cả cái lô cúc thọ hương giá 101 đây cũng vậy nha anh em. Anh em mình cộng hai cái lại luôn để được 5 cây á. Thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh em thì anh em mình sẽ đỡ tốn tiền chi phí phát sinh. Ở đây siêu nụ thì nhà vườn người ta đã vô dây dựng đọt cho anh em mình là đã tạo nụ cho anh em mình về để chơi Tết rồi ha. Cây như thế này chiều cao trung bình là 20. 40 trung bình đều đều khoảng 45 cm ha, 40 cho đến 45 cm về cái phần chiều cao của cây. Cái hàng này thì về anh em mình có thể là sang qua chỗ đẹp để anh em mình chơi Tết, chơi Tết xong rồi anh em mình có thể là đam ra trồng luôn bình thường ha. Cái chỗ ghép ở đây thì nó cũng khoảng cứng một năm ngoài tuổi. Cái giá của cây này có 80 000 thôi nha anh em. Ở đây cái chột này nè nó liền tầm khoảng 80% đổ lên ha, chiều cao thì 40 đến 45 cm rồi siêu nụ thì nụ nó rất là nhiều thường thường em quay những cái clip trước em có nói với anh em mình á, là cái hàng siêu nụ nè hàng đại lộc nè và hàng mai sắn nè tầm khoảng 80 ngàn đổ lên là chơi tết ngon thì cái cây này hôm nay đúng giá 80 luôn ha anh em coi nụ đó nè rất là điều nụ nha nụ rất là đều ha siêu nụ thì nói chung là nụ nó nó, nó phát triển nhiều nên người ta kêu nó là siêu nụ anh em chậu C7 nha anh em mặt bông của đây nó giống như chậu hữu đức thôi đây ha. bông cũng khá là đẹp Nói chung là mỗi một cái dòng mai đều nó có đều một cái nét đẹp riêng hết Thằng này đẹp cái này, thằng kia đẹp cái kia Nó mới đa dạng được nha anh em à, Số lượng cây thì tầm khoảng bốn 400 cây đó Khi nào mà còn hàng thì sẽ còn số điện thoại thôi Rồi tiếp tục cho anh em mình làm một cái lô cúc thọ hương Cúc thọ hương này giá là trăm một cây à, Cây này cũng đã vô dây chỉnh sửa Và cây này cũng đang nằm trội C7 luôn Ở đây thì nhà vườn người ta có vô dây chỉnh sửa cho cây của mình nó tán nó tròn Để anh em mình về chơi Tết ha Cây này rất là to nha đẹp em. 20, 40 cũng tầm khoảng 40 cho đến 50 cm ha. đựng cái lô họ hương này nhà vườn người ta đã bấm đọt và vô dây sửa cành cho nó để cho nó tròn cho nó tròn để anh em mình về chơi Tết ha. Đây, cây nào cũng tròn na ná, ná như nhau ha. con tâm mốt thôi, tâm mốt thì cái giá này quá ok, 5 cây lại mình được bao ship rồi ha. chậu C7 ở đây thì nhà vườn thọ hương á thì nụ của nó nó cái nắp lá của nó đi hơi thưa nhưng mà nó bù lại được cái bông của nó bỏ cái dồi rất là to nha đây cây tất cả cây đều nhà vườn cũng đã tạo nụ cho anh em mình chơi tết như thế này cây nào có nụ hết ha hàng chơi tết thì bảo đảm cho anh em mình là sẽ có hoa chơi tết thôi nụ chơi tết hết vô dây chỉnh sửa hết trơn nha anh em có mấy một cây chỉnh sửa dài cộng dây thì nó đã tròn rồi thì như này về anh em mình có thể là tháo dây ra luôn cũng được ha sang qua chậu đẹp rồi anh em mình tháo dây một cái lô cúc thọ hương nó nằm ở bên đây ha. Đây. Ờ 11 2 rỡi 5 bao ship 80 000 cũng vậy, 2 gửi 5 bao ship luôn. Ha à, thì anh em mình đây số lượng cây đang nằm bên vườn đây ha. Anh em mình á mua cây thì mình sẽ liên hệ bên nhà vườn cho em nha, có hai loại, hai cái lô hai luống thôi nha anh em. Bây giờ em sẽ quay mã số cho anh chị em mình ha. Mã số ở đây thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mã số cho anh chị em mình ha ở đây thì có nó có mấy hai cái ba cái bốn cái combo à, cái combo đầu tiên cho anh chị em mình gồm có là 5 cây ha, 5 cây cây đầu tiên của nó là siêu nụ đây, vô dây dựng đọt hàng mini ha cái này về anh em mình kiếm cái chậu tới bằng ha, chậu gốm gì gọn gọn anh em mình vô cũng đẹp rồi chậu này cũng chiều cao cũng khoảng 25 cm ha siêu nụ nụ rất là nhiều ha cây thứ hai là cây thọ hương này cũng vô dây chỉnh sửa rồi mình chơi tết mấy cái này thọ hương á, thì bắt buộc mình phải nuôi mình phải xiên bấm đọt ha anh em như cái này thì nó mới ghép tầm khoảng một năm thôi nên nó còn thưa cái nách lá nó còn thưa khi mà mình bấm đôn nhiều nào lần hàng năm ấy, thì nó sẽ dày lại ha cây thứ ba đại lộc ha đây nguyên combo 5 cây này giá nó chỉ có 350 k thôi nha anh em đây đại lộc có nụ hết cho nên mình chơi hoa đi luôn nha chiều cao khoảng 30 cây kế tiếp là cây dạo phú tân cũng vô dây dựng đọt cho anh em mình rồi chiều cao khoảng 50 cm ha dạ phú tân rồi kế tiếp cho anh em mình là cây cúc hoa hồng thanh tú ha đây chiều cao cũng khoảng 35 đến 40 cm nha Cambo này gồm có 5 cây như thế này mà giá chỉ có 350 ngàn thôi và giá cũng sẽ bao ship cho anh em mình trọn gói luôn ha rồi tiếp tục là mã số 2 mã số 2 này cũng vẫn là 350k luôn vẫn là 5 cây cây đầu tiên là cây cúc thọ hương À, cũng đã vô dây chỉnh sửa hàng cái cúc nhớt củ quái nè cũ bự bằng chân cái à. chiều cao 50 cm ha cây thứ hai là cây siêu nụ cũng đã vô dây dựng đọt cái đường thân chính cho anh chị em mình rồi chiều cao khoảng 25 cm cây kế tiếp là cây cúc vip cúc tri kỷ ha ghép gốc nhớt quấn nghệ cũ cũ trung bình bự hơn chân cái vô dây dựng đọt chiều cao 35 cm cây kế tiếp là cây dạo phú tân cũng vô dây dựng đọt cho anh chị em mình như thế này rồi ha cái này về mình trồng mình chơi tết được nhiều chơi còn như mình đem ra trồng có ba trăm rưỡi ngàn mà bao ship rồi ha bốn mươi cm cây kế tiếp là cây cúc hoa hồng thanh tú ha hoa hồng này thì cái đọt nó lên đỏ rất là đẹp như thế này đây có nụ luôn nè chiều cao khoảng 25 cm luôn ha năm cây như thế này giá chỉ có ba trăm rưỡi ngàn thôi nha anh em đây ha rồi kế tiếp cho anh em mình là mã số 3 hai cây này giá là 300 ngàn ha, Bao gồm phí ship phí vận chuyển luôn Dạo Phú Tân Cái củ bằng ngón chân cái Thân dựng ngọn xong Vô dây chỉnh sửa tràn tròn Chiều cao 45cm cái đầu tiên Cây kế tiếp vẫn là dạo Phú Tân luôn ha. Cũng vô dây chỉnh sửa tràn tròn Cho anh xe mình chơi tết hai cây một cặp này 300 ngàn mà bao phí ship Nó chạy ra là 150 ngàn một cây ha. 300 ngàn một cặp ở đây người ta đóng cái tiền thùng nó cũng hết khoảng 50 phí ship cũng vẫn hết 50 rồi anh em ha là còn cái cây này nó rẻ nè à, tính ra hai cây như vậy là ghẻ tại ta bán combo như vậy làm những cái cây mà trong sân của người ta thì dù như người ta bán luống bán lô bán luống rồi á nó còn dư lại một hai cây bắt đầu người ta ship thành cái combo như này ta bán rẻ cho anh chị em mình ha để cho nó sân cho nó hết luôn á rồi kế tiếp cho anh em mình luôn là mã số 4 một cặp này giá cũng vẫn là 300 trăm ngàn luôn nè anh em ha cặp này là cây cặp cúc trân châu ha hai à, mươi cánh cây này ghép cái chột bự hơn tay tỏ đây thân già ha thường thường tính gan cây này muốn đủ tiền rồi đó chứ anh em cây này giờ buông ra bán 300 ngàn được nè ha. tàn thứ nhất là tàn hoa cây này anh em mình lên chợ xuân mình mua cầm 300 ngàn mua không được cây này đâu dám bảo đảm với anh em mình luôn cây này thứ nhất là cái chột ghép nó cũng tầm khoảng 3 năm tuổi riêng cái cây này thôi nha nè nụ rồi nè cây này thì quá ngon rồi đây nụ nè chiều cao 20 40 tới 60 cm đường kính tàn cũng khoảng 50 đến 60 cm ha một cây bên đây, đây nè bên đây thì cây à, gốc ghép vẫn là gốc nhất nhưng mà nhỏ hơn của bàn tay cái chiều cao 20 40 cũng tầm khoảng 60 cm ha một cặp này giá có 400 ngàn thôi anh em ha cúc tăng châu 24 36 cánh À, mã số 4 300 ngàn bao gồm phí ship phí vận chuyển cho anh chị em Rồi tiếp tục là mã số 5 Một cây dạo thủ đức ha tàn lớn hàng thành phẩm nụ đẹp cho anh em mình chơi tết đây nụ rất là đẹp luôn anh em thấy rõ ràng ha nụ cực kỳ đẹp à, thông số của cây nè mã số 5 giá là 470.000 cây này bao ship chiều cao là 80 đường kính tàn là 50 hoành của cốt ghép của cây là 8.5 cái củ này nó bự nó nhỏ hơn cái nắm tay nhưng mà nó bự hơn cổ tay rất là nhiều chột ghép liền 100 phần trăm thân xoắn từ góc sắn tới ngọn ha đây rất là điều điều cây ừ. 470.000 bao phí ship cho anh em mình nữa đây ha một cây bao phí ship này đẹp rất là đẹp luôn cái này được một cái thì bán mã số thì hành lý hàng rẻ ha mã số 6 giá vẫn là 470 000 luôn chiều cao là 75 tán ngang là 50 hoành cốt ghép vẫn là 8.5 luôn vẫn là nụ đẹp bao nụ cho anh em mình chơi đây nụ nè nụ cực kỳ chất lượng luôn ừ. Đây. Cốt ghép vẫn là liền 100% sửa thân từ nhỏ. Đây ha. Cái cũ này cũng vẫn là quấn ghế ha anh em. Cũ quấn ghế bự hơn cổ tay của em nè. Cốt rất là già anh em. 470 ngàn một cây. Rất là đẹp. Rồi tiếp tục là mã số 7. Chiều cao là 65. Tán ngang là 50. Hoành cốt ghép là 8. Cây này giá là 450 ngàn ha, à, cốt ghép vẫn là liền 100% bự hơn tay cái cái cũ nè đường cổ tay rất là nhiều ha thân sáng thì từ góc sáng tới ngọn đường thân lắc rất là đẹp nè nụ thì bao cho anh em mình chơi tết nụ này nụ chất lượng luôn anh em nụ này ra như những cái cây mà em làm clip nụ đẹp cho anh em mình để canh nụ đây đây anh em có không nụ vàng mập tròn chắc khỏe nụ gãy đều nguyên cây cây tràn tròn đều đẹp cho nên mình chơi tết nha rồi tiếp tục là mã số 8 cho anh chị em mình luôn Giá là 450k à, Chiều cao của cây là 65 Tán ngang là 50 Hoành cốt ghép là 8 Vẫn là ghép liền cốt 100% Đây phần cũ đây ha Cũ bự bên đây. Thân vẫn là thân sắn từ góc sắn tới ngọn Đây ha thân sắn rất là đẹp luôn Có mấy cây này đẹp Đây nụ coi nè nụ chất lượng không Nụ vàng chắc đẹp ha mấy cái cây này già tới già luôn. Mấy cây này về anh em mình chơi Tết thì khỏi lo cái vụ bông vòng đi ha, bao nụ cho bao hoa cho anh em mình chơi Tết luôn. Mã số 8 nha anh em. Anh em thấy không cái tại vì cái phần cốt ghép đây nó đã liền 100% nó đã 3 4 mùa rồi. Nụ nó vàng và chắc như thế này thì chơi rất là đã ha. Mã số 9, mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay giá là 450.000đ. Mã số 9. À chiều cao là 65 cm nè tán ngang là 50 hoành cốt ghép là 8 đây ha vẫn là liền cốt 100 phần trăm chột ghép bự hơn tay cái cái cũ ở đây nó muốn bằng cổ tay của em luôn rồi nha đây nụ rồi nè có mấy cây mà nụ cây nào cái này xuất sắc ha lựa mã số ra như vậy thì đa số là nó sẽ chuẩn riêng những anh em mà thường thường quay đó à, quay may lún anh em mình không có khó tính đó. quay may lúa anh em nói sao không quay mã số thì đây là những cái mã số rất là thích hợp để cho anh em mình chơi luôn ha giống như anh em mình có hỏi tại sao quay mã số anh em nhắm đi một cái clip nó tầm khoảng hai mươi mấy phút mà quay mã số một cái clip nó tầm cũng khoảng hai đến 25 mã số thôi mà cây số lượng nhà ví dụ như một ngàn cây rồi anh em quay mã số một lần hai mươi mã số bán chừng nào mới hết thì bắt buộc đó phải bán luôn quay xô bán luôn ha để cho một số anh em ta mua nhiều người ta có sự lựa chọn hoặc là người ta chạy xuống vườn còn đây những cái hàng lẻ như vậy thì quay mã số cho anh em mình nè à. thì những anh em khó tính đó, thì anh em mình vô mua những clip như vậy thì mình thấy được cái cây của mình thực tế luôn thân sửa ngọn này anh em thấy rõ ràng ha mấy cái cây này nó già nên mình chơi tới xong mình đem cái, mình trồng rất là nhanh tại cốt mà đã liền 100 phần trăm rồi nha anh em rồi chính mã số trong đó có là hai cái cambo, hai cặp một cặp phú tân một cặp trúc trân châu và năm mã số dạo hữu đức ở ngoài đây ha nụ rất là đẹp và hai lô mai một là siêu nụ hai là thọ hương giá là trăm và 80.000 thì anh em mình coi clip mình thích cái loại nào cây nào mã số mấy anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em nha số điện thoại nhà vườn thì em sẽ để tên cái tiêu đề anh em mình cứ gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi những cái phần nào anh em mình chưa có nắm rõ đó còn anh em mình ở gần thì mình có thể là chạy xuống nhà vườn để mình giao lưu trực tiếp bên nhà vườn luôn cũng được hàng ra tới thì anh em mình vẫn là kiểm tra hàng thoải mái thôi kiểm tra cây đúng như chất lượng như trên video thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ha rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem và dạ, ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn